Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, mùng 7 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc. Ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Từ đêm nay gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3. Từ sáng sớm và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 biến động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Các đợt không khí lạnh cuối mùa hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông. Do đó hiện tượng sương mù nhẹ và mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào sáng sớm và đêm có thể còn xuất hiện nhiều ngày trong tháng 3. Với các tỉnh thành miền Trung, không khí lạnh suy yếu nên thời tiết hôm nay ở khu vực Trung Bộ cũng chuyển tốt hơn. Trời chỉ nhiều mây vào buổi sáng ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, còn trưa chiều thì trời có nắng nhiều và nhiệt độ tăng dần từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Cao nhất ở các tỉnh phía Nam có thể đạt mức 31-32 độ. Tuy nhiên đến ngày mai, cùng với quá trình tăng cường xuống phía Nam của khối không khí lạnh, sẽ gây ra hoạt động gió Đông Bắc tầng thấp mạnh lên tại các tỉnh phía Bắc miền Trung, cũng sẽ gia tăng mưa về diện và lượng. Chủ yếu là mưa rào rải rác và có nơi có dông với nhiệt độ sẽ giảm bớt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là nơi có thời tiết ổn định nhất. Tại đây trời phổ biến không mưa và có nắng nhiều. Nắng nóng xuất hiện cục bộ tại Tây Nguyên và trên diện rộng tại các tỉnh thành miền đông của Nam Bộ khi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 7 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa rào và có nơi có dông, ngày gió đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 30 độ. Phía Nam từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, gần sáng ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, gần sáng ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.